Những trò chơi như Lego sẽ tiếp tục hiện diện trong hộp đồ chơi của trẻ em, nhưng sẽ phát triển bằng việc gắn bó với công nghệ trong mỗi sản phẩm. Hầu hết các công ty sản xuất đồ chơi tham dự hội chợ đồ chơi tại New York cho biết họ đều trang bị công nghệ cho các sản phẩm của mình mà không hề coi đó như là một yếu tố cạnh tranh. Tuy vậy, các công ty luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa đồ chơi truyền thống và những trải nghiệm công nghệ số. Ông John Rascotti, chủ tịch công ty Hasbro, nhận định các bậc phụ huynh không muốn con mình dành quá nhiều thời gian cho các trò chơi công nghệ số. Người tiêu dùng đang lo ngại về thời lượng mà con cái họ dành cho các thiết bị số. Điều chúng tôi đang làm là tiếp tục cung cấp những trò chơi từ các thương hiệu nổi tiếng như là Play-Doh, My Little Pony mà trẻ em đã rất quen thuộc trên màn ảnh. Một khuynh hướng khác tại hội chợ đồ chơi là sự lớn mạnh của các thương hiệu như là DC Comics, các siêu anh hùng Marvel và Star Wars. Chính những nhân vật này đã thúc đẩy doanh số bán hàng của Lego. Rất nhiều bậc cha mẹ ngày nay đã lớn lên với những trò chơi của Lego, nên họ rất thích những hình tượng siêu anh hùng trên màn ảnh. Doanh số bán đồ chơi đã tăng 7% trong năm 2015 và đang tiếp tục tăng lên. Ông Sean McGowan, chuyên gia phân tích về công nghiệp đồ chơi cho biết, nhận định tích cực của mình về ngành công nghiệp đồ chơi trong năm 2016. Tôi nghĩ rằng ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục có một năm tăng trưởng tốt trong năm nay, dù không mạnh bằng năm ngoái nhưng vẫn theo chiều hướng tích cực. Tôi vẫn cho rằng đó là sự tăng trưởng hai con số, nối dài chuỗi tăng trưởng qua các năm từ nhiều năm nay. Ông cũng cho biết kho hàng của các nhà bán lẻ hiện không còn nhiều hàng tồn sẽ là nền tảng cho sự tăng trưởng.